em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hôn nhân lận đận sớm từ giã sân khấu. Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vừa thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Nhung là nghệ sĩ cải lương. Bà được khen hát hay từ năm 8 tuổi. 12 tuổi, Hồng Nhung được mẹ cho đi học ca cải lương. 14 tuổi, bà theo anh trai Vũ Linh đi hát ở đoàn An Giang Khánh Hồng. Vũ Linh đưa Hồng Nhung về các đoàn hát Sài Gòn để nâng đỡ. Ông không lăng xê em gái thành công bởi khán giả cải lương không muốn người thân đóng cặp. Vì vậy, dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt như mía lùi, Hồng Nhung chỉ đóng vai phụ Đào Nhì. Hồng Nhung sớm giã từ sân khấu sau khi cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Quang Minh tan vỡ. Em gái Vũ Linh chia tay Quang Minh sau khi phát hiện ông đã có con riêng. Lúc Hồng Nhung ly hôn, con gái của bà Hồng Phượng mới được 2 tuổi. Cách đây nhiều năm, vì làm ăn thất bại, Hồng Nhung để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung góp mặt trong một số game show. Trong ảnh, bà trợ diễn cho tiết mục của thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang trong Sao Nối Ngôi năm 2017. Ở tuổi 60, em gái Vũ Linh có cuộc sống an yên bên con gái và cháu ngoại.